Quý 2 năm 2023 có tín hiệu hồi phục nhưng chưa ổn định. Và dự đoán thị trường bất động sản thành phố quý 3 năm 2023 vẫn chưa có chuyển biến mạnh mẽ do không nhiều dự án được xây dựng mới. Dự báo được đại diện Sở Xây dựng cung cấp trong cuộc họp báo về các vấn đề kinh tế xã hội và công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 13 tháng 7 năm 2023. Theo ông Bùi Thanh Hiếu, Chánh Văn phòng Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, thì từ cuối năm 2022, thành phố đã vào cuộc tập trung tháo gỡ các vướng mắc cho thị trường bất động sản. Cụ thể là tháo gỡ pháp lý chung và của từng dự án, có giải pháp phối hợp liên ngành để tháo gỡ những khó khăn khác nhau của các dự án. Đến nay, việc tháo gỡ khó khăn cho dự án bất động sản đã trở thành công việc thường xuyên của chính quyền thành phố với tinh thần khẩn trương, chủ động. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh đã phân loại dự án, phân nhóm vướng mắc, thẩm quyền xử lý để có giải pháp tháo gỡ phù hợp từng trường hợp và tổng thể. Thành phố Hồ Chí Minh đã giao trách nhiệm cho từng sở ngành giải quyết vướng mắc liên quan chức năng của mình cho đến khi vướng mắc được tháo gỡ, không chuyển các sở ngành khác giải quyết. Thường xuyên trao đổi làm việc với doanh nghiệp bất động sản có dự án vướng mắc để hướng dẫn thực hiện. Thành phố luôn dành sự quan tâm cho phân khúc các dự án nhà xã hội, nhà ở cho công nhân để góp phần triển khai thực hiện tốt đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh được giao chỉ tiêu 69.700 căn. Theo ông Bùi Văn Hiếu, thì việc xây dựng nhà ở xã hội không chỉ phục vụ phát triển ổn định kinh tế xã hội của thành phố mà còn là nhiệm vụ chính trị. Theo thống kê của Bộ Xây dựng, thì đến nay trên địa bàn cả nước đã hoàn thành 307 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị, quy mô xây dựng hơn 157.000 căn. Hiện cả nước đang tiếp tục triển khai 418 dự án, bao gồm các dự án đang xây dựng và dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, với quy mô xây dựng khoảng 432.400 căn.